Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công an lợi dụng vụ 11 tháng 6 để xóa bỏ đạo tinh lành Tây Nguyên. Ngày 22 tháng 8, một đài truyền thông quốc tế tiếng Việt cho biết, Công an ngăn cản người dân đăng tải hình ảnh về sự kiện tưởng niệm ngày 22 tháng 8 ra công chúng. Theo đó, ngày 22 tháng 8 là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và niềm tin. Hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt. Bài báo dẫn lời ông Irwin Bundab từ Tổ chức Người Thượng vì Công Lý, một tổ chức vận động đấu tranh và theo dõi nhân quyền tự do tôn giáo cho các đồng bào sắc tộc bản địa ở cao nguyên trung phần Việt Nam, nói từ Thái Lan. Về ngày 22 tháng 8 bắt đầu từ năm 2019 do quốc tế khởi xứ là ngày tưởng niệm cho các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo, thì cộng đồng ở Tây Nguyên chúng tôi có tuyên truyền cho những hội thánh ở trong nước để họ tưởng nhớ cũng như tưởng niệm cho những nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo. Nhưng cũng như mọi năm, có vài điểm nhóm bị cản trở, cũng như bị đe dọa từ chính quyền và có một số hội thánh thì bị phạt tiền vì tổ chức sự kiện ngày 22 tháng 8. Năm nay, vẫn theo ông Buôn Đáp, một số nơi chính quyền cũng đến hội thánh và nhà người dân. Công an nói rằng, chúng tôi cho các anh tổ chức, nhưng không được đăng hình và không được gửi hình. Ông Iwin Bundab cho hay, người thượng theo đạo Tin lành vẫn tổ chức cầu nguyện theo nghi phép, nghi lễ của đạo Tin lành và có rải rác khoảng 500 người tham gia trong sự kiện này ở tại Việt Nam. Ông Iwin Bundab nói, khu vực Tây Nguyên là điểm nóng về vấn đề đàn áp tôn giáo. Mọi người theo dõi các vụ việc xảy ra ở Tây Nguyên qua nhiều clips cũng như qua các hình ảnh đăng trên các mạng truyền thông. Các vụ sách nhiễu tôn giáo ở Tây Nguyên rất trầm trọng nhất là sau vụ xả súng ngày 11 tháng 6, chính quyền lợi dụng thời cơ vụ đó đàn áp những hội thánh tư gia độc lập cũng như các hội thánh tin lành đấng Chris hoặc tin lành Dega, hoặc những hội thánh tin lành sinh hoạt tại gia. Họ đã bắt những thầy truyền đạo và các tín đồ phải từ bỏ hội thánh của mình để gia nhập vào hội thánh tin lành miền Nam Việt Nam được nhà nước thừa nhận và nếu không chịu từ bỏ hệ phái của mình và không chịu quy về hội thánh tin lành miền Nam Việt Nam. Chính quyền nói là sẽ bỏ tù và sẽ cáo buộc họ về vụ khủng bố. Chúng tôi mong muốn rằng các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc biết đến tình hình ở Tây Nguyên lợi dụng vụ xả súng hôm 11 tháng 6 năm 2023 để đàn áp cũng như xóa bỏ đạo tin lành ở Tây Nguyên. Hình ảnh những tín đồ tin lành Tây Nguyên tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo ngày 22 tháng 8. Bài báo cũng dẫn lời Linh mục Ferro Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan chia sẻ, sự sợ hãi trước hết của Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó đến nhà nước Việt Nam, cho nên dù có ký vào công ước quốc tế tôn trọng tự do tôn giáo tín ngưỡng, nhưng họ lúc nào cũng luôn luôn sợ hãi sự lớn mạnh của tôn giáo. Đặc điểm chính của sự tính toán trong việc khống chế là việc coi tôn giáo là một trong những mối nguy hiểm cần phải khống chế, bởi vì tôn giáo khai phóng con người, làm cho con người ta có sự tự do thứ hai họ coi tôn giáo là một trong những mầm móng khiến con người ta không còn tin vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đặc tính thứ ba họ sợ tôn giáo sẽ tụ tập những con người với số đông lại để rồi tạo ra sức mạnh việc đầu tiên cần làm là các tổ chức bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới cần có sự theo dõi đôn đốc rồi giúp đỡ theo dõi những hành vi vi phạm tự do tôn giáo và những hành vi khủng bố đến những người vì tự do tôn giáo mà bị bắt hại đồn đốc là phải làm việc với các định chế quốc tế của liên hiệp quốc và ở các quốc gia có tự do dân chủ để chế tài chính quyền cộng sản việt nam để họ bị ảnh hưởng nếu họ khủng bố niềm tin tôn giáo của những người theo đạo các tổ chức quốc tế cần tìm cách này hay cách khác để nâng đỡ và hỗ trợ bằng nhiều cách cho các tôn giáo mà hiện nay đang còn bị nhà nước cộng sản việt nam khủng bố và bách hại một cách có hệ thống Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Công an lợi dụng vụ 11 tháng 6 để xóa bỏ đạo tinh lành Tây Nguyên. Không hy vọng gì vào phiên xét xử vụ Việt Á. Ngày 21 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về phiên tòa vụ Việt Á. Bài báo nhắc đến phát biểu ngày 16 tháng 8 của ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban nội chính Trung ương, nói với báo giới trong nước các vụ án đã đến giai đoạn có thể kết thúc điều tra, phấn đấu đến cuối năm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử cả chùm án việc á này. Hình ảnh bài trên trang VOA tiếng Việt. Bài báo cho biết hai ngày sau, hôm 18 tháng 8, các báo Việt Nam đưa tin rằng, công an đã có kết luận về một vụ trong chùm án và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 38 bị can, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh. Được biết, vụ Việt Á xảy ra trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hồi năm 2020 và 2021. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt của công ty Việt Á đã hối lộ các quan chức 106 tỷ đồng để được lưu hành và nâng khống giá bộ kit test COVID-19 do công ty sản xuất. Hành vi này khiến ngân sách nhà nước mất 432 tỷ đồng chạy vào túi doanh nghiệp này. Trong tổng doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng. Bài báo dẫn tin báo trong nước đưa hôm 18 tháng 8 rằng cách đây 2 năm, ông Ngọc Anh khi đó là bộ trưởng đã nhận một ba lô quà của ông Phan Quốc Việt nhưng không biết rằng bên trong đựng 200.000 đô la. Một tháng sau, ông này mới biết khi mở ba lô ra, cơ quan tố tụng truy tố ông Ngọc Anh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự. Họ xác định rằng ông Ngọc Anh không trao đổi bàn bạc thỏa thuận gì với ông Việt về việc đưa nhận tiền. Cựu bộ trưởng cũng không gây khó khăn nhằm mục đích phải đưa tiền. Theo bài báo trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng thật là mỉa mai về quyết định truy tố như vậy. Bài báo dẫn lời bác sĩ Võ Xuân Sơn nhấn mạnh rằng ai cũng biết phải có sự giúp sức của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế Việt Á mới hoàn thành tác động làm cho công cuộc chống dịch của Việt Nam đi sai đường rất nhiều. Hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, người nhận 200.000 đô la nhưng không bị truy tố tội nhận hối lộ. Với các việc đưa nhận hối lộ Việt Á và các quan chức đã lũng đoạn chính sách và tán tận lương tâm gây hại đến cuộc sống và tính mạng của người dân. Bác sĩ Sơn cho rằng một phiên tòa có kết quả tốt thì phải đi đến xác định được với các bằng chứng ai là người chỉ đạo đứng đầu những vụ này, đường đi của các kit test là như thế nào, có đúng là việc á sản xuất hay không, có tác động gì mà một loạt các giám đốc CDC, giám đốc sở y tế và các quan chức các tỉnh dính vào Bài báo trích dẫn Facebook Nguyên Tống cho rằng các chính sách buộc người dân và doanh nghiệp phải test định kỳ 3 ngày một lần hay phải test mới được ra đường đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và sâu rộng đến toàn xã hội, làm kiệt quệ nền kinh tế vốn đã eo ột, gián tiếp làm chết hàng ngàn sinh mạng người dân và làm phá sản hàng triệu doanh nghiệp. Theo ông Nguyên Tống, không thể có tiền nào khắc phục được hậu quả mà chúng gây nên nếu chỉ khắc phục bằng tiền và chỉ trong số tiền mà chúng chiếm đoạt mà không tính đến hậu quả và thiệt hại của những bên liên quan thì có lẽ phải bỏ tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì chẳng có gì để khắc phục cả mà đương nhiên là được giảm án, xóa án. Ông Nguyên Tống đề nghị luật pháp và công lý nên một lần chứng tỏ sự nghiêm minh và tính răng đe với kẻ khác đi, đừng lấy lý do nhân văn nữa. Chúng ta đã nhân văn rất nhiều lần trong dịch và hậu quả là lòng tin của người dân đã bị xói mòn hết rồi. Cán bộ hư hỏng gần hết rồi. Hãy một lần nữa cứu vãn lòng tin của người dân vào luật pháp, vào công lý và vào chế độ đi, dù có thể là đã muộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin không hy vọng gì vào phiên xử vụ việc á quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d